Trần Dung Nghi, thành viên đại diện tại Âu Châu, chị Trần Thị An, thành viên đại diện tại Bắc Mỹ, anh Phan Đình Huy, thành viên đại diện tại Úc Châu, chị Nguyễn Hữu Tết Lâm. Thưa quý vị, đây là tân ban điều hành của mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên rừng. Và sau đây, để thay mặt đại diện ban điều hành, chúng tôi xin mời anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, Tổng thư ký mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường, có vài lời chia sẻ cùng chúng ta về những sinh hoạt của mạng lưới trong thời gian qua và sắp tới. Xin mời anh Nguyễn Hoàng Thanh Tâm. Kính thưa quý vị đại diện các cơ quan truyền thông, quý vị đại diện các hội đoàn, quý phụ huynh và các bạn trẻ thân mến. Kính thưa quý vị, thay mặt cho tân ban đại diện và tân ban điều hành mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường, chúng tôi xin chào đón quý vị đến tham dự cuộc họp báo hôm nay. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, trong mấy ngày vừa qua, một sinh hoạt ý nghĩa đã diễn ra trên chính vùng đất Nam California, thủ đô tinh thần của người Việt tại hải ngoại. Sinh hoạt ý nghĩa này, Đại hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam Thế giới kỳ 3, là một sinh hoạt trong chuỗi dài sinh hoạt tiếp nối từ nhiều năm qua của mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường. Một diễn đàn sinh hoạt của tuổi trẻ đã được hình thành từ đầu năm 1999 trong Đại hội kỳ 1 tại Melbourne, Úc Châu. Từ đó cho đến nay, hơn 4 năm, một thời gian không ngắn nhưng cũng chưa dài, các anh chị em trẻ mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường đã nỗ lực đóng góp hết khả năng mình trong nhiều sinh hoạt cộng đồng và Việt Nam. Từ những công việc hỗ trợ từ thiện, sao việc tiền đến tay người nhận, cho đến những nỗ lực hỗ trợ những tiếng nói can đảm từ quê nhà. Chắc hẳn quý vị còn nhớ, cũng cách đây 4 năm, tại chính vùng đất này, sự kiện Trần Trường đã làm chấn động tinh thần đồng bào và giới trẻ khắp nơi. Liền sau đó, cao trào tuổi trẻ lên đường đã được lan rộng tại nhiều tiểu bang khắp Hoa Kỳ, cũng như tại các quốc gia khác như Canada, Úc Châu và khắp Âu Châu. Sau đó thì những tiếng nói lương tâm tại quê nhà như tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, linh mục Nguyễn Văn Lý, cụ Lê Quang Liêm, hòa thượng Thích Quảng Độ, linh mục Phan Văn Lợi và gần đây là các ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê, và những người trẻ như Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Cát Toàn, vân vân. Khi những tiếng nói lương tâm này đã can đảm đứng lên bày tỏ quan điểm của chính mình cùng với đồng bào tại hải ngoại, mạng lưới lên đường đã nhanh chóng đề ra nhiều chiến dịch để tạo áp lực quốc tế nhằm bảo vệ những tiếng nói này. Bên cạnh đó, mạng lưới lên đường cũng đã cố gắng hỗ trợ họ từ tinh thần đến vật chất để bày tỏ tinh thần luôn luôn sát cánh của đồng bào tại hải ngoại và đặc biệt sự dấn thân của giới trẻ Việt Nam chúng ta khắp nơi. Trải dài 4 năm qua, mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường với những hỗ trợ hết mình từ quý cơ quan truyền thông và nhiều đoàn thể khắp nơi đã phần nào tạo cho mình một thế đứng vững chắc trong sinh hoạt giới trẻ toàn thế giới. Ngày hôm nay, chúng ta đã có những đại diện của mạng lưới tại khắp các vùng đất có nhiều giới trẻ Việt Nam cư ngụ, từ Úc Châu đến các tiểu bang khắp Hoa Kỳ, từ Na Uy, Pháp đến Tân Tây Lan, Nhật Bản, vân vân. Với các đại diện và nhiều bạn trẻ trải rộng trên khắp thế giới đã giúp mạng lưới có khả năng mở rộng nhiều hoạt động một cách đồng bộ và rộng khắp. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ hôm nay, kể từ những ngày sinh hoạt đại hội sôi nổi với chủ đề Việt Nam con đường nhân bản vừa qua, mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường với cơ cấu tân ban đại diện và ban điều hành của mạng lưới được sự tín nhiệm của đại diện các đoàn thể trẻ về tham dự, sẽ tiếp tục lên đường trong một tinh thần đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ và cũng đầy nhân bản để góp sức cùng các thế hệ trong mục tiêu canh lân đất nước ngày một thịnh vượng và nhân bản hải hòa. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị và các bạn, sau đây là phần hỏi đáp cho giới truyền thông và các quý cực của cử tọa cùng với các anh chị em trong chủ tọa đoàn. Xin quý vị đặt các câu hỏi liên quan đến đại hội và mạng lưới tuổi trẻ Việt Nam lên đường và xin giới hạn câu hỏi hoặc ý kiến trong vòng 1 phút tối đa.
và xin giơ tay để các anh em trong ban tổ chức có thể chuyển microphone đến cùng quý vị. Và thanh nhân xin mời bạn Yến Thanh đến giúp thanh nhân một tay. Xin mời quý vị có câu hỏi gì thì giơ tay lên. Lời trước hết là xin chào tất cả các bạn trẻ khắp trên khắp thế giới đã có mặt ngày hôm nay. Chú là chú Nguyên Huy của báo Người Việt. Câu hỏi của chú rất đơn giản. Câu hỏi của chú rất đơn giản là sau những ngày đại hội và những buổi vui chơi hè với nhau thì các bạn trẻ có nhận định về tình hình đất nước và dân tộc của chúng ta, và như vậy thì các bạn trẻ có được một cái chương trình hoạt động cụ thể nào hay không? Vâng, kính thưa chú Minh Huy và cũng kính thưa quý vị, sau 2 ngày thảo luận và 3 ngày trại hè, chúng mình nhận thức được cái tình hình của đất nước Việt Nam hiện nay, và với những cái khả năng của các anh em trẻ thì các ban hội viên cũng như ban tổ chức đại hội qua những cái buổi hội thảo đã đề ra một số, qua cái kết quả của hội thảo đó đã đề ra một số những cái chương trình cụ thể hơn trong những ngày tháng sắp tới để mà có thể góp phần cái công sức của mình. Ví dụ như cái vấn đề tình trạng buôn bán phụ nữ, buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục tại Việt Nam hiện nay, thì trong cái đề tài đó thì Thiện Tâm và chị Cúc Nhật là hai chức trình viên trong cái đề tài đó. Sau đại hội, hai chị này sẽ cùng với một số các bạn sẽ triển khai trong cái đề tài này hơn để mà biến thành những cái đề án cụ thể, để mà từ đó có thể làm những cái công việc mà các anh em trẻ đại diện của mạng lưới đường sẽ phối hợp với các đoàn trẻ khắp nơi tiến hành. Tôi là Kiều Duyên, chúc mừng tất cả các bạn trẻ khắp nơi về trên thế giới. Trước khi bị đại diện và đưa tôi có một câu hỏi rồi là trong cái các cái chủ đề mà hội thảo á, thì có yểm trợ cho tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, thì các bạn có cái chương trình gì để làm việc hay không? Xin cảm ơn. Dạ, kính thưa quý cô bác, các anh chị và các bạn, trong cái workshop nói về hỗ trợ về nhân quyền thì cái thứ nhất là những cái công việc mà chúng ta làm là phải thông báo đến cho tất cả các bạn trẻ biết về cái tình trạng nhân quyền hiện tại tại Việt Nam như thế nào. Tuy là chúng ta ở ngoài này có đầy đủ phương tiện, nhưng cái vấn đề quan tâm là một chuyện khác. Do đó cái công việc đầu tiên của các bạn trẻ chúng ta đã được tham dự đại hội kỳ 3 kỳ này là làm sao khi về chúng ta hãy phổ biến những cái tin tức chúng ta lấy được từ trên Internet, đọc báo chí của cộng đồng Việt Nam, nghe qua các đài radio cũng như là đài trên Internet để thông báo đến trước nhất là các bạn trẻ của chúng ta xung quanh. Và sau đó khi có những cái công việc mà được phổ biến trên bình diện thế giới, như vừa qua là cái chiến dịch của Amnesty International, thì cái công việc đó một người làm sẽ không có hiệu quả gì hết, mà cái đó là do chính mỗi chúng ta và do chính những người làm chúng ta cùng hợp sức với nhau thì mới làm được. Thôi xin chúc mừng. Chú Lý Kiến Trúc xin kính chào tất cả các cháu, và cũng xin phép được chào tất cả các nhân trường. Đáng lẽ tôi chỉ đến dự ngày khai mạc, ngày bế mạc, nhưng mà hôm nay chắc chắn là các cháu cũng có buổi họp báo, thì nên cũng xin đóng góp một ít cho vui thôi, chứ cũng có tính chất của buổi họp báo thì cho nó nặng nề. Báo Văn Hóa Magazine ra hàng tháng, tuy nhiên từ đầu tháng 7 chúng tôi